Kêu cứu mọi người, anh em ơi, anh em vừa tới đây ở đâu, ở đâu ấy, đi xuống quay nhà ấy nào, trong trong nhà. Ngất tổ vơi như thế có gì quấn trong 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 con giường ấy. Trong con giường à? Ừ. To lắm. Cối cuốc này. Bà về làm về xong. Quần áo vẫn bẩn đúng không các bạn? Ôi bà ấy thở rồi tôi này. Bà ấy thở rồi tôi này. Ô thở rồi, thở rồi. Gãy chân rồi, gãy chân rồi. Gãy chân rồi, gãy chân rồi. Em vào nhìn xem có gì ấy. Đi cứ quải bà, quải bà. Ê ê. Có gì, có gì? Có quần gì đấy? Ôi, nhìn kìa, nhìn kìa. Ôi, ô. Ủa đây, đây. Anh ơi, đưa, đưa, đưa. Đâu, có gì đấy? Ôi, to lắm. Đâu? Ở dưới kìa, đây, đây. Nằm ở trong kìa, đây, cái gì? Nhìn. Ôi, ôi đây to lắm. Kìa, kìa, bạn, kìa, bạn. Ôi, kìa, kìa. Tối thế nhỉ, tối thế nhỉ. Đâu gì đâu? Hay là anh em mình tập. Hay mà khay khay cái giường ra. Đi khay khay cái giường đây. Đâu, anh em mà tập trung khay cái giường đi. Chúng cái giường ra thế nào? Ôi giời. Sao lại hay lật cái chiếu ấy, lật cái chiếu ra xem nào. Ở đây. Cho hết cái chiếu ra. Lật cái đấy, lật cái nào. Ôi. Có con gì đâu, người to thế. Ôi giời ơi, nhá. Không biết con gì đấy. Đâu con gì? Ôi. Ôi. Cho. Cùng khơi hết ra thế nào. Đâu rồi? Không nhìn thấy kìa. Đây rồi. Ôi, nhìn thấy rồi. Ôi, ôi, tỏ đây. Ôi, con này nó quấn à. Ôi, nhưng cái này ra đây. Ra đây vào trong nhà đây, chịu rồi. Bọn em vào đây, ẩn nấp ở một cái phá núi xong rồi chạy thuê mọi người. Nó có khả chạy ra tránh những cái. Ôi, trời ơi. Sao chạy thuê vào trong nhà thế? Và lôi bà này vào à? Lôi bà này vào thôi. Lôi bà này mọi người. Giờ sao anh ơi? Lôi ra không? Hay cho nó ra ngoài? Bây giờ cho nó ra ngoài để người chân người, cho bà còn vào đấy bà ấy chứ. Cho ra cái dã man luôn, nhìn này, nhìn đầu nó này. Nó cuộn tròn đây luôn. Còn này chắc là nó vừa vào xong à? Nó vừa vào xong ấy. Bà xong xem bà sao rồi. Xem nào. Đâu thấy thấy bà đó rồi. Có gì không? Ủa không, một chắc không có gì luôn. Ôi ôi. Ôi. Ba tỉnh thôi. Bà này đỡ rồi. Đau chân. Ôi. Nhìn này mọi người này, nhìn chân bây giờ. Sao. Ui. Ra này.
Ui ui. Cứ trườn vào trong thôi. Được chưa? Ê, của anh. Vào trườn vào trong này. Ui ui ui, giả nhỉ. Cả khả năng là nó vào đây. Ở đây đâu rồi mọi người ạ? Ở đây đâu rồi? Cho này ra ngoài đi. Ừ, cái em khay khay ra ngoài vậy. Khay 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 ra ngoài vậy. Bà vẫn đau đầu vậy. Đau đầu à? Ừ. Hay quá, có mọi người hôm nó ăn thịt rồi nuốt trở rồi. Nhưng mà cái chân chân bây giờ khả năng là què rồi. Rồi rồi rồi. Đây đây các bạn đây các bạn. Đấy chưa? Con này quấn một người kéo người ác nha. Quá dã man luôn. Con này chỉ bằng bắp đùi xong sức nó khỏe thế cơ à? Nó khỏe. Đấy, nó khỏe đấy. Chân mà bỏ ra các bạn, kịp chưa? Quá dã man luôn. Xong chân à? Chân nó quấn rồi, nó bẻ gãy đôi, gãy xương rồi. Bọn này bị gãy chân rồi anh ơi. Gãy chân á? Bọn này gãy chân rồi, đưa đi bệnh viện thôi. Bọn này gãy chân rồi. À chưa, thấy coi mình tỏ. Đây nó này ra vườn cái bỏ một thôi. Bọn này khả năng cứ để nó tự bò thôi. Để tự bò cho nó đi ra vườn đi chứ con này cứ ngoài vườn đi vào đấy. Bỏ lại đi, nó lại quay lại nó cắn tiếp đấy. Không biết ở đâu vào đang ngủ chưa? Nó nôi vào trong hầm giường ấy. Ừ, nó bên đấy, nó khỏe lắm. Nhưng mà sao từ ngoài đây à? Hay là nó đi đâu? Tăng đây, nó nôi đấy. Ok, kệ nó từ bó đi. Anh em tập trung vào ấy đi. Tập trung vào khinh vào giường hộ cho người ta đi. Cho đi giường đi. Cứ để con tự bó cho nó vô. Đây, các bạn nhé, bỏ hầm giường đây này. Tìm chưa? Nhưng mà nó nôi trong gầm này. Cũng có tiếng kêu cũng không phải chết. Đúng mà không biết. Nhân nhân đây này. Đấy này, phát. Cái nhỏ đấy đấy. Đấy chưa các bạn nhá. Con ở vườn dập, ở hoang dã này là dễ bị rắn bò ở nhà lắm. Mà đôi khi mà hôm nay anh em mình thấy khu vực này mới thấy được gì. Chị gái kia là nguy hiểm. Nó quấn không ra luôn nhỉ. Không ra luôn. Đây các bạn nhìn con chăn cái bò kìa. Ê, cái chăn tự bò này các bạn. Thấy chưa? Bây giờ sao phải xua thì chứ. Hay là mình cầm bế ra kia cho đấy nhỉ. Con ngủ đi đi anh ơi. Kinh chợ này. Ủa dã man, hay là mình cho bà này đi đã. Cho bà. Ôi thôi, kệ cái chăn đi, anh mới đưa bà với bệnh viện xem chân thế nào mọi người nhá. Chăn cũng vậy nào, về một người cầm chân. Kinh, bây giờ cầm chân bây giờ nó. Bây giờ sao bây giờ có phải cần bỏ cái chân chưa không? Hay không? Cứ khay khay như cho anh xem đi. Khả năng lấy cái gì bó chân rồi đấy. Lấy cây. Bây giờ có chân kia thả kia có sợ bò ở nhà không? Hay tí về mình ấy xong. Tí thôi. Nhìn tiếp đi chân này à bà. Ủa chân này rồi, chân này rồi. Đúng rồi. Đây đi coi. Đúng rồi. Lấy đây chắc chắc vào. Quấn tạm không đưa bà về nhanh lên không bà ấy. Bây giờ sư ăn vào là nguy hiểm đấy. Bây giờ nhá. Hai người bê chân nhá. Bê đi bê nhanh. Nhanh khẩn trương lên nào nghe. Chị bám một cổ. Bây giờ mọi người nhá. Con chân mình cứ kệ ra tự bó. Nó hoang dã mà đây. Bây giờ sẽ đưa bà về bệnh viện mọi nhá. Cho đỡ cái chân kìa. Nguy hiểm lắm mọi người ạ. Mọi người thấy đăng ký kênh này chia sẻ hộ cho anh em mình nhá. Tôi xin chào mọi người nhá.